quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ Đàm kinh giải diện nghiệm chủ giảng lão pháp sư tình không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian giảng ngày 8 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 584 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 769 Trang 769 Chúng ta bắt đầu đọc từ hàng thứ ba từ dưới lên Đây là một đoạn Vô trước Không có ý niệm chấp trước không có ý niệm chấp trước như kinh kim cang nói không có định pháp gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cũng không có định pháp như lai nói tại sao vậy pháp như lai nói đều không thể giữ không thể nói phi pháp phi phi pháp trước đây chúng ta đã học đến đó tiếp theo là giải thích của phá không luận phá không luận là tác phẩm của ngẫu ích đại sư do ngẫu ích đại sư viết ở đây ngài cho chúng ta biết bồ đề vô thượng là trí tuệ chân thật trong quả vị như lai gọi là bồ đề vô thượng trí tuệ chân thật này trong đó không có tình chất không có kiến giải tức là cứu cánh bỉ ngạn cứu cánh biển ngạn là chân như là tự tánh là pháp tánh là thật tướng là căn nguyên bản thể của tất cả pháp thế xuất thế gian cũng là tất cả pháp được sinh ra từ đấy khi thai ngộ lục tổ huệ năng đã nói đâu ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp là có ý nghĩa như thế không những không có tướng pháp mà cũng không có pháp tướng khả đắc cả pháp tướng và phi pháp tướng đều không thể được pháp tướng là nói về sự phi pháp tướng là nói về lý lý sự đều không thể được nên nói không có định pháp gọi là bồ đề vô thượng bởi thế mới có tên bồ đề vô thượng đừng nên chấp trước thực có nếu như thế là sai lầm có bồ đề vô thượng không thật sự có lìa tất cả tướng sẽ thấy được ngay cả tình chấp cũng phải lìa mới có thể thấy nếu chấp trước tướng chắc chắn sẽ không thấy được các nhà khoa học nhà triết học đến cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề này. Nguyên nhân do đâu? Trước tướng. Có tình kiến sẽ không thấy được. Buông bỏ tình và kiến sẽ thấy được. Khi đã buông bỏ, ngay lập tức thấy được. Trong giáo lý đại thừa gọi đó là thành Phật. Buông bỏ tình kiến là thành Phật. Chưa buông bỏ tình kiến thì chưa thể thành Phật. Những gì họ chứng là siêu tình ly kiến. Những gì được nói trong cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là siêu tình ly kiến. Siêu tình ly kiến ở đây là nói nhưng không nói, không nói mà nói không chấp trước vào nói và không nói chấp trước phật thuyết pháp cũng sai là tình kiến mà chấp trước phật không thuyết pháp cũng sai vẫn rơi vào trong tình kiến vấn đề này chân tướng này là thật tướng các pháp ta có thể hiểu được nhưng không thể nói ra không thể hiện ra được bởi thế giáo lý đại thừa thường nói vấn đề này gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt tâm hành hành chưa đến chỗ nó đã xuất hiện ai ai cũng có không ai không có trong đó có đầy đủ năng lượng tín hiệu vật chất của vũ trụ không thiếu một thứ gì chỉ chứng mới biết chứng bằng cách nào buông bỏ là chứng không buông bỏ thì không cách nào chứng được tại sao mà giới khoa học không thể chứng được vì họ không buông bỏ Họ hoàn toàn dùng ý thức của mình Trong suy nghĩ, trong tưởng tượng, trong tìm kiếm Không bao giờ tìm được Nếu buông bỏ tất cả những suy nghĩ, tưởng tượng Không khởi tâm, không động niệm thứ nhỏ nhất Buông bỏ khởi tâm, động niệm Thì sẽ thấy được Thấy được cảnh giới này Kinh Hoa Nghiêm gọi họ là Diệu Giác Như Lai Quả vị cao nhất của Đại Thừa Không quả vị nào cao hơn Họ ở đâu? Họ ở Thường Tịch Quang Thường Tịch Quang Không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Họ không chỗ nào không có Không lúc nào không có Cả cõi hư không khắp pháp giới Cả quá khứ lẫn vị lai Trong lượng tử nhỏ nhất Những gì nó chứa đựng là viên mãn không khác gì vũ trụ rộng lớn. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Những bí mật này, ngày nay nhà khoa học cũng đã phát hiện gọi là tín hiệu. Nó không trở ngại với những thứ lớn, những thứ nhỏ lớn cũng viên mãn mà nhỏ cũng viên mãn lớn cũng không thêm nhỏ cũng không thiếu trong một hạt bụi có thế giới đại thiên những điều này trong kinh phật thường nói chúng ta không hiểu các nhà khoa học đã chứng minh đây là chuyện thật không phải viễn vông bởi vậy những thứ chứng được siêu tình ly kiến những gì đã nói cũng siêu tình ly kiến nên nói không có định pháp nào như lai nói căn bản như lai không thuyết pháp làm gì có định hay không vậy như lai thuyết pháp bằng cách nào chúng sinh có cảm tự tánh tự nhiên hồi ứng gọi là pháp vốn như thế không qua tư duy không qua tưởng tượng không có chút thêm bớt nào bởi có thêm bớt là có ý của chúng ta trong đó việc này chắc chắn không cho phép có ý riêng của mình trong đó ta mới thật sự thấy được có một chút ý riêng trong đó thì đều là chướng ngại sẽ rối loạn bạn sẽ không nhìn thấy phần sau tiếp tục nói hà dĩ cố tại sao vậy hà dĩ cố là nói theo ngôn ngữ ngày nay là tại làm sao thật tướng vĩ ngạn tuy lại ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt không thể nói được đây là tình hình thực tế công năng ngôn ngữ là giới hạn với tự tánh ngôn ngữ không đạt đến được. Bởi vậy, dùng ngôn ngữ để nói về nó là việc bất khả thi, không những ngôn ngữ không thực hiện được mà tâm hành cũng không thực hiện được. Tâm hành là gì? Là tư tưởng, ta nghĩ cách gì cũng không nghĩ được. không nghĩ được không nói ra được nên không thể nói mà như lai vì dùng nhân duyên tứ tất đàn nên có thể nói được như lai có pháp phương tiện thế nào gọi là tứ tất đàn tứ là bốn loại Tất là phổ biến Đàn là đàn na Dịch ý sang tiếng Trung là bố thí Bốn loại bố thí Pháp cùng khắp Phật y theo đó liền có thể nói được Gọi là phương tiện nói Bởi thế tứ tất đàn là nhân duyên loại thứ nhất trong tứ tất đàn là hoan hỷ gọi là thế giới tất đàn phật bồ tát bất luận ở cảnh giới nào những gì thấy được là tâm hoan hỷ nơi bồ tát có mặt khiến tất cả chúng sinh sinh tâm hoan hỷ đây là giáo lý đại thừa Ngày nay chúng ta biết rằng Phật có thể xuất hiện giữa thế gian này Để làm thương cho tất cả chúng sinh Giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sinh Duyên của Ngài là tứ tất đàn Loại thứ nhất này chúng ta đã biết Được chảy ra một cách tự nhiên từ tự tánh từ bi chúng sanh chỉ cần chúng sanh có cảm cảm có rõ ràng có không rõ ràng rõ ràng thì gọi là hiển cảm không rõ ràng thì gọi là minh cảm thậm chí bản thân ta không biết được có thể cảm ứng được phật bồ tát thị hiện Đây là loại cảm ứng nào? Điều kiện bản thân đã đầy đủ Nhưng không biết Phật, Bồ Tát biết Điều kiện nào? Phải thực tin Thực hiểu Quý vị nói tôi hiểu hành trì Bản thân không hiểu không biết đã thuần thục nhưng phật bồ tát biết được phật bồ tát biết được họ sẽ thể hiện đến chủ động đến tìm ta đến dẫn dắt ta tiếp xúc với ta khiến ta hiếu kỳ khiến ta thắc mắc Họ sẽ giải thích Để ta nghe hiểu những giải thích đó Ta sẽ tin Vì thế duyên thành thục Nếu Phật Bồ Tát thị hiện ngay trước mặt Các ngài dùng mọi lời khuyên nhủ Chúng ta cũng trơ như gỗ Không có cảm giác Các ngài giảng ta không hiểu Như thế Phật Bồ Tát sẽ không xuất hiện Tại sao? Vì quý vị không có cảm chúng ta có tâm đi cầu Phật Bồ Tát đấy là hiển cảm. Điều này rất rõ ràng. Chúng ta gặp khó khăn, cầu Phật Bồ Tát gia trì, cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, đây là rõ ràng. Bởi vậy, ứng cũng có hai loại, hiện ứng và minh ứng. Minh ứng là gia trì một cách âm thầm. Bản thân ta không phát giác được. Người khác đưa ra một câu hỏi khó. Trong lúc đột xuất, ta khéo léo trả lời họ. Khi giải đáp xong, mình mới nhận ra, ồ trí tuệ của ta từ đâu mà có, không biết được. Là do Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát mở ra làm lộ ra khối trí tuệ trong tự tánh của ta. rất tuyệt vời. Hoan hỷ, loại thứ nhất trong tứ tất đàn. Phật Bồ Tát xem tất cả chúng sinh không ai không hoan hỷ. Để là điều chúng ta nên học theo. Tâm hoan hỷ không có, nghĩa là bạn chưa chạm đến tánh đức của chúng ta. Phiền não đã che lấp tánh đức. tu hành không gì khác là buông bỏ phiền não tánh đức tự nhiên có mặt đấy gọi là tu hành đấy gọi là chứng quả bởi thế nồng cốt của hành môn là phải buông bỏ được chưa buông bỏ được không phải tu hành mỗi ngày niệm mười vạn tiếng phật hiệu cũng bằng không một tiếng cũng không cảm ứng thật sự buông bỏ thì một tiếng phật hiệu bằng với một ngày mười vạn tiếng mười vạn tiếng không bằng một tiếng của người ta một niệm của người ta tương ứng một niệm phật còn bạn thì niệm niệm tương ưng niệm niệm không tương ưng mỗi niệm niệm phật là mỗi niệm niệm không tương ưng không giống người ta người ta một niệm là một niệm tương ưng hai niệm là hai niệm tương ưng tại sao lại như thế bởi thế chúng ta luôn nghi ngờ tôi học phật ngần ấy năm niệm phật đã lâu như thế tại sao không có chút cảm ứng nào không biết khiếm khuyết lớn nhất của bản thân mình là không đủ thành kính thậm chí không có thành kính cung kính trước tượng phật bồ tát còn rời khỏi phật đường hoàn toàn khác biệt như vậy được coi là cung kính không đó. đó gọi là không thành kính cúng hình tượng phật bồ tát không cần quý vị cung kính chỉ làm bằng sơn đất mong quý vị cung kính với tất cả chúng sinh tại sao vì tất cả chúng sinh vốn là phật tác dụng của tượng phật là nhắc nhở hướng dẫn quý vị thấy tượng phật tôi nhất tâm cung kính có nghĩa là như vậy thấy tượng phật không phải nói tôi cung kính bức tượng gỗ hay bằng đất này còn với những người đang sống tôi không cung kính như thế là đối với những lời phật dạy ta hoàn toàn không hiểu nguyện hiểu lời nói chân thật của như lai ta không hiểu những lời dạy chân thật của như lai ta hiểu sai tất cả những pho tượng phật bằng đất bằng gỗ đó nó có mong chúng ta cung kính không như thế có ý nghĩa gì tất cả những thứ đó là tượng trưng khi đã giác ngộ phải đem tất cả lòng cung kính với Phật Đối với tất cả chúng sinh Tất cả loài sâu kiến Có thể câu thông Sẽ thành linh Ngày nay chúng ta đối với chúng Tại sao không tương thông được Do không thành, không đủ tâm thành Chu Tổng ở Vân Nam cho tôi biết Hiện tại họ đang khai hoang một nông trường quy mô rất lớn độ vài nghìn mỏng trong tỉa lương thực rất nhiều rau củ và một số cây ăn trái tuyệt đối không xâm phạm chim chóc côn trùng họ dùng vườn rau khoanh một khu đất nhỏ khu này chuyên để dành cho côn trùng côn trùng đến đó sinh sống cách đó một bờ ruộng bên này là rau củ cây trái đầy đủ không một lỗ nhỏ trên cành lá tại sao họ làm được không có gì khác họ có thành ý họ trồng rất nhiều cây ăn quả năm nay được mùa chỉ chỉ định mấy cây để dành cho chim ăn muốn ăn trái cây chim có thể sang bên đó để ăn không chỉ định thì chim không đến không cần phải che chắn không có hoa quả không dùng giấy để bao lại không có tất cả đều không chim chóc không đến ăn những cây đã được chỉ định thì bọn nó đến ăn bởi thế lòng chân thành chúng ta chưa đến nơi đến chốn tâm chúng ta không thanh tịnh khởi tâm động niệm của chúng ta đều ô nhiễm thứ ô nhiễm đó không khởi được cảm ứng đào giao với chúng nó nhất định phải chân thành Mấy năm trước cư sĩ Tề Tố Bình Người Khánh Sơn Vân Đông Bà mua một mảnh đất Chuẩn bị xây chùa Đây là đất nông nghiệp Hơn 400 mẫu Vì đến hơn một năm nữa mới có thể xây cất Bởi thế trong khoảng thời gian đó bà trồng lúa mạch Trồng hơn 400 mẫu lúa mạch Rất tươi tốt Đến lúc sắp thu hoạch Bỗng bị nạn sâu bọ. Cả mấy trăm mẫu lúa bị sâu. Những người nông dân gần đây nói, nếu bà không phun thuốc trừ sâu thì 400 mẫu ruộng này sẽ bị mất trắng. Bà gọi điện thoại cho tôi. Tôi bảo bà đến thảo luận với thầy Thái. Bà hiểu. bèn phát thể nguyện Thà nguyện cúng dường 400 mẫu lúa mạch này cho sâu bọ Tôi không nỡ hại bất cứ một con sâu nào Một con cũng không giết Những lời này là tự đáy lòng Không phải nông nổi Thực sự để 400 mẫu đất lúa mạch cúng dường cho sâu bọ Bà dẫn một đoàn người đến ngày ruộng lúa niệm Phật A Di Đà đến đó niệm Phật A Di Đà ngày đêm đó một trận mưa trút xuống một trận gió nổi lên hôm sau ra thầm ruộng lúa không còn một con sâu không tìm thấy một con những nông dân gần đó rất kinh ngạc quá thần kỳ không thể hiểu được hôm qua vẫn còn đấy Sao hôm nay không còn một con nào Thành sẽ linh Cư sĩ Tề Tố Bình có lòng chân thành Cảm động những động vật nhỏ đó Những động vật đó có thể không? Có thể Không những động vật có thể cảm động Mà thực vật cũng có thể cảm động Núi sông, quả đất cũng có thể cảm động vấn đề này hiện tại các nhà lực học lượng tử đã phát hiện được họ cho rằng năng lượng ý niệm của con người là không thể kể hết năng lượng của chúng ta ngày nay không được sử dụng tập trung tại sao suy nghĩ lung tung khi suy nghĩ lung tung năng lượng sẽ bị phát tán sẽ yếu đi nếu năng lượng đó tập trung lại một chỗ thì năng lượng đó sẽ rất lớn giống như ánh sáng ta thấy ánh sáng chiếu khắp tất cả mọi nơi nếu ta đem ánh sáng đó tập trung lại một chỗ thành kích sáng khả năng đó là ghê gớm có thể đâm xuyên cả tấm gan tập trung là gì tập trung là thiền định vấn đề này trong kinh điển đại tiểu thừa phật đã nói chế tâm lại một chỗ thì không việc gì không làm được ta có thể đem tâm mình tập trung lại một chỗ bất kỳ một việc trong thế gian hay xuất thế ta đều làm được nếu chúng ta muốn đến thế giới cực lạc gặp a di đà phật rất dễ hãy tập trung suy nghĩ lại tập trung lại một hướng thế giới cực lạc ở tây phương tập trung vào phật a di đà lòng mong của ta lập tức đạt được không còn phân tán rất nhiều người hiểu được vấn đề này nhưng tại sao không thể tập trung vì họ phân tán đã thành thói quen không cách nào tập trung lại được muốn tập trung bèn niệm phật trong những tiếng niệm phật đó có rất nhiều tạp niệm vì thế sẽ thế nào chán chường rút lui như thế là hết cách đây là then chốt quan trọng nhất đây là sự thử nghiệm đối với ta lúc đó hãy quyết định đừng thất vọng quyết không bỏ cuộc câu phật hiệu này tôi phải toàn tâm niệm rốt ráo nó bất kể suy nghĩ nào bất kể lời nói việc làm nào của ta đều do ý niệm chỉ huy ý niệm quyết định ta không tập trung ý niệm thì sẽ không có năng lượng phải tập trung ý niệm càng tập trung ý niệm thì năng lượng càng mạnh muốn tập trung thì phải buông bỏ không buông bỏ được thì không thể tập trung chỉ cho phép nhất niệm không cho phép có niệm thứ hai như thế mới thật sự tập trung như thế sẽ sinh ra sức mạnh không gì sánh bằng vấn đề này chúng ta cần phải học nói chung đạo lý chúng ta có thể hiểu được nếu có trình độ tương đương vấn đề hiện tại là công phu chúng ta hiểu được đạo lý nhưng không có công phu công phu cần phải luyện tập thiên tai ngày nay quá nhiều xã hội loạn động chúng ta nên gấp rút luyện công khi thiên tai xảy đến có thể yên tâm bình tĩnh để đến thế giới cực lạc lúc gấp gáp chắc chắn phật a di đà sẽ xuất hiện tiếp dẫn ta vãng sanh. Không được xen lẫn tạp niệm. Phải buông bỏ, không được níu kéo. tướng tất đàn thứ hai là vị nhân tất đàn thứ ba là đối trị tất đàn vì người không phải vì ta khởi tâm động niệm mỗi niệm đều là giúp đỡ tất cả chúng sinh khổ nạn nắm giữ chánh pháp tuyên dương chánh pháp thế nào là chánh pháp chánh trong các điều chánh chân trong các điều chân nghĩa là niệm phật cầu sinh tịnh độ nghĩa là một câu a di đà phật pháp này rất dễ nhưng cực kỳ khó tin thực sự là pháp khó tin Thế Tôn đã vì chúng ta nói bộ kinh này Cư sĩ Hoàng Niệm Tổn Đã dẫn chứng 83 bộ kinh điển 101 chú giải của các đại đức tổ sư Để giải thích bộ kinh là tập đại thành chú giải của các đại sư về bộ kinh luận này biên tập rất nhiều những chú giải phân tích sâu sắc những cảnh giới về lý sự chỉ cần chúng ta có thắc mắc câu giải đáp sẽ có trong bộ kinh này khi đã đọc bộ chú giải này sẽ thật sự hiểu được công đức của câu danh hiệu thu thắng thế nào quý vị mới chịu niệm công đức một câu danh hiệu là vô lượng mỗi niệm đều là công đức vô lượng không phải chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chứng ư tiêu tội nghiệp ư hóa giải oán đối ư sức mạnh câu phật hiệu này cực kỳ tuyệt diệu không việc gì không làm được chỉ cần niệm đúng câu phật hiệu này khó khăn ở chỗ nào ở chỗ không hiểu giáo lý nửa tin nửa ngờ với pháp môn này tâm hành uể oải không thể tập trung Không niệm hết một chuỗi tràng hạt Mỗi chuỗi hạt 108 tiếng Không niệm hết Đấy gọi là nghiệp chướng Chúng ta đã biết nghiệp chướng quá nặng Làm thế nào vẫn dùng cách đó để đối trị Điều thứ ba của tứ tất đàn là đối trị thứ tư là đệ nhất nghĩ đế chúng ta có phương pháp đối trị phương pháp đối trị hay nhất là niệm phật không niệm phật được thì nghe kinh nghe một thời gian nghe kinh cũng giúp tập trung ý niệm không tập trung không nghe được không tập trung không thể hiểu được càng tập trung nghe càng hiểu rõ những ý nghĩa cực kỳ nhỏ cũng có thể hiểu được sau đó mới chính thức đối trị tập khí phiền não của chúng ta đối trị oán thân trái chủ của chúng ta hóa giải nó ra khiến trên đường bồ đề của ta không còn gai góc nữa bởi thế phật và bồ tát phát thân trong cảnh giới bất khả tư bất khả nghị đó do nhân duyên tứ tất đàn tứ tất đàn là cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Họ hiện thân đến thuyết pháp Để giúp đỡ và gia trì chúng ta Bởi thế cũng không thể nói Những pháp được nói Bởi họ tùy thuận tứ tất đàn Vì thế mỗi câu mỗi chữ Không thể không siêu tình ly kiến Ly quá tuyệt phi nhưng vẫn không thể giữ, không thể nói Phi pháp, phi phi pháp Đây là lời quốc sư hiền thủ nói trong Hoàng Nguyên Quán Điều đầu tiên trong tứ đức là Tùy duyên diệu dụng Phật Bồ Tát đến tùy duyên Hiện thân thuyết pháp cho chúng ta Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà ở nơi thế gian này 80 năm. Giảng kinh dạy học 49 năm. Nếu chúng ta hỏi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói một câu pháp nào không? Trong kinh Bát Nhã, Phật đã phủ định Ngài nói: Nếu có người nói như lai thuyết pháp, như thế là bán Phật. Suốt 49 năm ngài chưa nói lời nào. Ở đây có nghĩa thế nào? 49 năm ngài nào cũng nói, làm sao lại chưa nói một lời nào? Phải giải thích thế nào đây? Đức Phật thích ca mâu ni hiện thân thuyết pháp, không có chấp trước, không có phân biệt, không có khởi tâm động niệm. Chư vị cứ nghĩ xem, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ngài nói những gì? Tất nhiên không nói. đương nhiên không làm. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy Phật hiện thân thuyết pháp nói 49 năm không ngừng nghỉ. Không nói mà nói. Nói mà không nói. Không giống phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta là có nói, nói mà có nói, Phật Thích Ca Mâu Ni nói mà không nói, không nói mà nói. Cảnh giới đó không phải là cảnh giới chúng ta chúng ta không thể tưởng tượng được ở đây nói lên điều gì cho thấy tự tánh có công đức bất khả tư nghĩ như các nhà khoa học gần đây khi phát hiện thấy thường nói Ý niệm có năng lượng không gì sánh bằng Đây là điều mà họ phát hiện được Không có gì trong thế gian có thể so sánh được với nó Nghĩa là năng lượng của ý niệm cực kỳ lớn Chúng ta ai ai cũng có Mỗi người đều có ý niệm Nhưng sức mạnh ý niệm chúng ta không lớn Tại sao nói năng lực lớn như thế? Ý niệm chúng ta rời rạc trong nhà Phật hành lễ chắp tay. Chắp tay là tượng trưng điều gì? Bình thường tâm tán loạn giống như 10 đầu ngón tay khi mở ra. Thế nào là cung kính? Khép chúng lại thành một. 10 ngón trở thành một gọi là cung kính. Gọi là nhất tâm, tượng trưng cho nhất tâm. Vì thế mà tay phải khép thật sát không được rỗng ở giữa thế này đấy không phải là nhất tâm để là giả gần giống thực tế không phải nhất định phải hợp lại phải hiểu được ý nghĩa tượng trưng của nó trước khi phật pháp chưa truyền đến trung quốc mạnh tử biết mạnh tử là người sống vào thời chiến quốc Đến thời Hán Minh Đế thì Phật pháp mới được truyền đến Trung Quốc. Khoảng cách giữa thời Hán Minh Đế với Mạnh Tử. Trên 500 năm mạnh tử có nói một câu rằng đạo của học vấn không gì khác chỉ mong yên tâm mà thôi quý vị xem rất giống với những gì phật nói đạo học vấn không gì khác thu nhiếp tâm về là được chỉ cầu yên tâm mười ngón tay là yên tâm khép nó lại mong nhiếp tâm lại mà thôi nói theo ngôn ngữ khoa học là tập trung lại những ý niệm tán loạn của ta mạnh tử gọi đó là đạo học vấn các nhà khoa học có thể tập trung ý niệm có thể trị liệu bên trong chữa được những chứng bệnh trên cơ thể họ lấy thí dụ như bệnh ung thư không cần chữa trị tập trung suy nghĩ không còn tạp niệm những tế bào ung thư trên cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường nó có năng lượng lớn như thế có thể khiến cho những tế bào bệnh tật trở lại trạng thái bình thường chứng ung thư sẽ khỏi những trường hợp như thế bây giờ đã khá phổ biến các nhà khoa học đã đưa ra một phương pháp điều trị khác không dùng thuốc không dùng phẫu thuật mà dùng ý niệm họ vẫn đang thực hiện thí nghiệm dùng ý niệm cũng đều là làm phẫu thuật bệnh giống nhau một bên là mổ thật một bên là đưa người lên giường phẫu thuật nói với họ là chuẩn bị mổ tiêm thuốc mê thật ra thì không có chỉ là ý niệm kết quả ý niệm tốt hơn phẫu thuật còn nhanh hơn mổ bằng dao hiệu quả cũng cao hơn bây giờ rất nhiều bệnh viện đang thí nghiệm phương pháp này nếu thí nghiệm này thành công y học sẽ đi vào một lĩnh vực khác không cần phải dùng thuốc nó có hiệu quả với tất cả các loại bệnh những bệnh như dạ dày đường ruột tim chứng loãng xương tất cả đều có ý niệm ý niệm sẽ rất có tác dụng với cơ thể chúng ta chúng ta biết rằng khi nhân rộng ý niệm có thể có hiệu quả đối với môi trường chúng ta đang sống khiến cho quả đất rừng núi không dẫn đến gặp thiên tai rất có hiệu quả ngày nay chúng ta dùng phương pháp tập trung ý niệm nơi cảnh giới chúng ta trong môi trường chúng ta với điều kiện cho phép không gì hơn nhất tâm chuyên niệm a di đà phật dùng phương pháp đó để tập trung dễ dàng hơn bất kỳ phương pháp nào phương pháp này không thua gì thiền định không thua gì ta mật tương ứng xét về mặt lý luận chúng ta hơn họ không ai có thể bằng ta việc tu học của chúng ta sẽ hơn họ không thể thua họ được nhưng ta không chịu làm thì đành chịu thôi họ là tập trung lại trong một câu thần chú tập trung vào một cảnh giới Còn chúng ta lại đưa nó tập trung vào một câu danh hiệu A-di-đà Phật Ta không biết công đức Phật hiệu Nên nó không thể phát sinh được sức mạnh Nếu biết được Phật hiệu này Biết được công đức Phật hiệu là bất khả tư nghị Ta tập trung ý niệm vào câu Phật hiệu Phật hiệu là ý niệm của ta Ý niệm là Phật hiệu của ta Ta hòa hợp với Phật A-di-đà thành nhất thể Ngày xưa Phật A-di-đà có công đức Năm kiếp tu hành Ta sẽ có được tất cả Sức mạnh này rất lớn Ta với Phật A-di-đà không hay Tự tha không hay Biến công đức của Phật thành công đức của mình trong giáo lý nói như thế ngày nay nhà khoa học cũng chứng thực cho chúng ta trở thành có căn cứ khoa học căn cứ khoa học từ đâu mà có căn cứ trên thực nghiệm hiện trường mà có đây là thông qua phương pháp thực nghiệm khoa học thực hiện nhiều lần để chứng minh thực sự ý niệm có hiệu quả thực sự có cảm ứng tiếp theo nói nay nói vô trước tức không trước thủ gì cả phù hợp nghĩa trong kinh kim cang. Giống như hoa sen không thấm nước, nhật nguyệt không ẩn giữa hư không. Đây là dùng sự vật cụ thể để hình dung. Rễ hoa sen dưới hồ cắm vào trong bùn, cánh ngập trong nước, hoa nở trên mặt hồ. Phật thường dùng hình ảnh này để thay thế cho Phật pháp đại thừa. Bùng nằm ở dưới đáy hồ tượng trưng cho lục đạo. Nước trong hồ tượng trưng cho pháp giới tứ thánh. Hoa nở trên mặt hồ Tượng trưng cho pháp giới nhất chân Xa lìa lục đạo Mười pháp giới đã vượt thoát gọi là siêu phàm nhập thánh lục đạo là gì phiền não kiến tư tứ thánh là gì phiền não vô minh phiền não trần sa buông bỏ cả ba thứ phiền não sẽ siêu việt đến pháp giới nhất chân đến thật báo trang nghiêm độ vì ta vẫn chưa đoạn tập khí phiền não vô minh vô thị bởi thế ở bên đó làm gì ở bên đó để đoạn tập khí vô minh vô thị nếu đoạn được tập khí vô minh vô thị sẽ viên mãn quay về thường tịch quan quay về thường tịch quan thì không còn hình tướng nào nữa nhưng ta không nơi nào không có không lúc nào không có Nơi nào có cản Ta sẽ có ứng Ngay giây phút đó Ngay nơi chỗ đó Như như bất động Ta là cõi hư không khắp pháp giới Lớn như vũ trụ Nhỏ Như ánh sáng nhỏ nhất Ta không cần phân thân Không cần hóa thân Vẫn ngay nơi bản thể của ta Bản thể không có lớn nhỏ Bởi vậy trong một ánh sáng nhỏ Vẫn thấy đầy đủ bản thân bạn Trong vũ trụ vĩ đại Cũng thấy đầy đủ bản thân mình Đây là cảnh giới bất khả tư nghị mà ta không thể tưởng tượng được, nó là sự thật. Ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ đã phát minh, khiến mọi người hết lời khen ngợi. Quý vị xem, một mảnh của tinh thể điện. Một biến lớn bằng móng ngón tay út. trong đó nó có thể chứa một bộ đại tạng kinh đại tạng kinh không thu nhỏ lại miếng thủy tinh đó cũng không phình ra nếu đặt miếng thủy tinh đó vào máy để tạng kinh trong đó hiển thị trên màn ảnh không thiếu một chữ nào nghĩa là không có lớn nhỏ vấn đề này không lạ chỉ bằng móng ngón tay út có thể chứa một bộ đại tạng kinh có đáng gì phật cho chúng ta biết miếng thủy tinh đó nhỏ đến mức nào nhỏ đến mức nhỏ hơn một điện tử kính hiển vi thông thường không thể thấy nó chứa trong đó bao nhiêu nó chứa đựng cõi hư không khắp pháp giới cả vũ trụ chứa vào đó không thiếu thứ gì vũ trụ không thu nhỏ lại lượng tử này cũng không phình ra không hai đều là tất cả không phải từng phần là toàn thể, lớn là toàn thể mà nhỏ cũng toàn thể. Các nhà khoa học gần đây gọi là lý luận 3D. Họ dùng máy chiếu 3D để chiếu. Những bức ảnh hiện ra thật kỳ lạ. Nếu ta cắt bức ảnh thành hai trong mỗi một nửa đó là ảnh hoàn chỉnh không bị đứt gãy quý vị thấy vẫn hoàn chỉnh quý vị cắt thành một phần tư trong mỗi một phần đó vẫn là hoàn chỉnh cắt vụn nó ra trong mỗi miếng vụn đó vẫn là hoàn chỉnh mãi mãi hoàn chỉnh làm sao để chụp dùng hai luồng tia laser để chụp Hiện tượng đó sẽ xuất hiện. Khi xem những tấm ảnh đó cũng phải dùng laser để soi mới thấy được. Bề mặt nó hoàn chỉnh. Không thiếu một thứ gì. Nó cho chúng ta thấy chân tướng vũ trụ chân tướng này từ đâu mà có từ ý niệm chúng ta là ý niệm của chúng ta bởi thế mà phật dạy tất cả pháp đều sinh ra từ tâm tưởng câu này rất hay nói đến nơi đến chốn cứ xem chúng ta nghĩ thế nào chúng ta nghĩ thế giới cực lạc chắc chắn thế giới cực lạc hiện ra nghĩ phật a di đà chắc chắn phật a di đà hiện ra phật a di đà từ đâu ra từ tâm tưởng sanh thế giới cực lạc từ đâu ra thế giới cực lạc cũng từ tâm tưởng sanh tâm tưởng chúng ta cùng một tâm tưởng của phật a di đà bởi thế thế giới chúng ta với thế giới phật a di đà gộp lại thành một hợp thành nhất thể ngày nào chúng ta cũng nghĩ đến phật a di đà phật a di đà ngày nào cũng nghĩ đến chúng ta tự nhiên ta với phật a di đà hợp thành nhất thể đạo lý là như thế hoa sen không nhuốm nước nhật nguyệt không treo không mặt trăng mặt trời chuyển động trong không trung nó không dừng một chỗ nó không ngưng nghỉ to lớn như vũ trụ người xưa nói nó lớn bao nhiêu lớn không có gì nằm ngoài không có biên giới con nói nhỏ nhỏ không có gì nằm được bên trong đấy thật sự là nhỏ vô trước hoa sen vi diệu khi vừa hé đã đầy đủ vạn đức hoa sen vi diệu là gì là ba thứ hiện tượng đó là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên trong ba thứ hiện tượng đó đều đầy đủ vạn đức chúng ta nói rõ một chút về câu này viên mãn cụ túc trí tuệ đức tướng vô lượng nói như thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn đấy cũng là lời phật dạy trong kinh hoa nghiêm phật dạy tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ như lai cùng một ý nghĩa như cách nói đó vừa hé là bắt đầu triển khai sự vi diệu đầy đủ viên mãn cụ củ túc của hoa sen diệu liên tượng trưng cho ba thứ hiện tượng ba thứ hiện tượng vừa mở ra đã lẫn vào nhau nghĩa là vạn sự vạn pháp trong vũ trụ y chánh trang nghiêm không ở một nơi nên mặt trăng và mặt trời mới vận hành không ngừng ánh sáng soi khắp ý ở đây là muốn nói không kẹt vào có và cũng không kẹt vào không không kẹt vào nhị biên không và hữu kẹt là sai cũng là hướng dẫn chúng ta phải buông bỏ triệt để. Nhị biên không và hữu mới có thể vận hành không ngừng. Vận hành là giáo hóa chúng sanh. Trong tất cả quốc độ chư Phật, trong cõi hư không khắp pháp giới giáo hóa chúng sinh có duyên vận hành không nghỉ ánh sáng soi khắp khi đã thành tựu thứ đó sẽ có tác dụng trú không không thể vận hành trú hữu ô nhiễm tất cả ta đã sai lầm đến lúc nào ngay bây giờ ở đâu ngay trong sinh hoạt đời thường từ sáng sớm khi ngủ dậy cho đến lúc đi ngủ đó là những thứ mà ta gặp hằng ngày những thứ lục căng tiếp xúc không được trú tướng không trú không không trú hữu quý vị là bồ tát đã sống đời sống của vị bồ tát nếu trú không trú hữu quý vị đang sống đời phàm phu đó là điểm khác nhau giữa bồ tát với phàm phu ngoài điều đó ra không còn khác biệt nào khác phàm phu ăn cơm bồ tát cũng ăn cơm phàm phu ngủ nghỉ bồ tát cũng ngủ nghỉ khác nhau ở chỗ một bên trú tứ một bên không trú tứ một bên chấp trước một bên không chấp trước hay là hay ở chỗ đó gọi là tùy duyên diệu dụng. Là Bồ Tát. Hiện tại chúng ta là tùy duyên không diệu dụng. Trong Phật pháp cũng có hai câu. Mọi người thường nghe tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Mấy năm trước tôi giảng kinh thêm hai câu vào câu này khiến nó trở thành bốn câu thêm hai câu thế nào tùy duyên bất biến bất biến bất tùy duyên như thế sẽ trở thành bốn câu tùy duyên thay đổi theo đây là phàm phu phàm phu không có định lực tùy duyên rồi thay đổi theo tùy duyên bất biến đó là phật phật tùy duyên bất biến gọi là diệu dụng không biến không tùy duyên là ai là a la hán tiểu thừa trong tùy duyên bồ tát học cách bất biến nếu vị bồ tát này thật sự bất biến họ đã thành phật tôi dùng cách này để phối hợp bốn cảnh giới khác nhau thường chỉ nói hai câu một là phật một là phàm phu Chúng ta thêm hai câu, một là A La Hán, một là Bồ Tát. Bất biến không tùy duyên là A La Hán. Trong tùy duyên học được bất biến là Bồ Tát. Lúc tùy duyên thật sự bất biến đây là Như Lai. chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo phi dị khả ngộ dị là dễ không dễ rất khó gặp chỉ những pháp như lai đã nói trên thường rất khó gặp những pháp đã nói trên thực sự được gọi là diệu pháp nói thấu triệt rõ ràng những hiện tượng trong vũ trụ. Rốt cuộc thấy được rõ ràng là hiện tượng gì? Đó là những gì trước đây chúng ta đã mất 8 giờ để nói về thiện tri thức. Rất khó để gặp. Thật sự rất khó gặp. Nếu có người nghe đều do đời trước từng làm việc Phật, không phải người phàm. Nên nói khó có thể gặp. Không dễ gặp được. Những lời này nhắc chúng ta nên trân quý nhân duyên đã gặp được rồi không nên coi thường bỏ lỡ gặp được rất khó thực sự là trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được trăm nghìn vạn kiếp mới gặp được một lần như vậy thời gian đó rất ngắn phút chốc sẽ vụt khỏi tay rất đáng tiếc đã gặp được cần phải giữ chặt gian khổ thế nào chúng ta cũng phải nghiến răng chịu đựng nhất định phải học cho được bởi vì cổ nhân thường nói người ở đời rất nhiều những chuyện bất như ý tám chín phần trăm đều là những chuyện không vừa lòng cuộc đời này khổ biết bao gặp được nhân duyên thù thắng như thế nhất định phải có người làm phiền oán thân trái chủ đến ngăn trở nếu tâm không kiên định nguyện không vững vàng vừa bị gây gỗ ngăn trở của người khác liền thoái tâm thôi vậy không học nữa cơ hội lần này của bạn đã ra khỏi tầm tay ngày trước tôi cầu học ở đài trung những chuyện như thế đâu đâu cũng thấy cái gọi là kiên ghét chướng ngại thầy giáo rất yêu thương chúng tôi thầy nói với chúng tôi rằng con học giảng kinh con nói không đúng người khác sẽ cười chê như vậy có thể không sao nhưng nếu một ngày nào đó con giảng hay hơn người ta, thầy nói con không có đường để đi. Ngày đó, tôi nghe mà cứ ngẩn người, nói hay tại sao lại không có đường để đi? Sau này quả nhiên, quả nhiên là không có đường đi. Đạo tràng nào cũng không muốn giữ quý vị ở lại. bức ép đến độ không có đường để đi. Lúc đó có hai cách chọn lựa. Một là bỏ giảng kinh. Đi học cúng bái. Việc này cũng được chùa nào cũng đón mừng. Nhưng không đón mừng những người giảng kinh. Một lựa chọn khác là hoàn tục Ngày này không hợp với tôi Không làm nữa Trong tình cảnh như thế Gặp được quản trưởng họ hàng Quản trưởng họ hàng là thính chúng của tôi Bà thấy tôi ủ rũ mấy ngày Bèn hỏi có chuyện gì vậy Tôi đem tất cả những chuyện đó kể cho bà nghe Những lời ngày trước thầy đã nói Bây giờ tôi đã gặp Vậy thế bây giờ suy nghĩ nên theo con đường nào? Bà khuyến khích tôi Thầy nên theo con đường giảng kinh Không có chỗ ở Nhà con vẫn còn một phòng trống Thầy ở nhà con được không? Tôi đến nhà bà xem Đây là một căn phòng kiểu Tây không lớn Trong vườn hoa riêng lẻ là riêng lẻ nhà hai tầng nhà bà không đông gồm hai vợ chồng hai đứa con một đứa thì đang đi học một đứa đang đi lính bởi thế trong nhà chỉ còn một đứa một người giúp việc còn có một đứa con gái đã lấy chồng con gái không muốn xa mẹ nên sống cùng bà trong một hoàn cảnh như thế trên lầu có vườn hoa lộ thiên bà hỏi tôi như thế có ở được không có thể thiết một phòng thờ phật nhỏ giữ lại một phòng nhỏ tôi đưa bà đến gặp thầy lý ở đài trung Tôi cũng không dám quyết định. Gặp thầy Lý, thưa tất cả mọi chuyện với thầy. Thầy bảo được. Lúc đó tôi mới đến ở nhà bà, ở đấy 17 năm. Thật không dễ dàng. Cả nhà bà ủng hộ. Đến giảng kinh ở đâu? Phòng thuê, thuê một giảng đường hoặc mượn văn phòng người khác tôi thường giảng kinh buổi tối đi thuê phòng mượn phòng bởi thế không có chỗ nhất định để giảng kinh cứ hai ba tháng phải chuyển nơi một lần rất vất vả nhưng không gián đoạn Sau 17 năm Chúng tôi mới có một đạo tràng Đạo tràng nho nhỏ Có thể chứa độ trăm rưỡi người Nghe kinh có thể đặt trăm rưỡi ghế ngồi Không rộng lắm Bà giúp tôi 30 năm Sau này đạo tràng nhỏ đó cũng do quán trưởng họ hàng quản lý chúng tôi gọi là thư viện thư viện nghe nhìn hoa tạng bà là quán trưởng từ lúc ở nhà bà cho đến khi tôi rời đạo tràng tròn ba mươi năm trong ba mươi năm đó tôi không lúc nào không giảng kinh Quý vị nghĩ gian nan biết bao Nếu không có duyên đó Lúc bấy giờ Rất có khả năng tôi đã hoàn tục Không theo nghiệp đó nữa Bởi vì khi đi cúng bái Rất đáng bị chê cười Xấu hổ với thầy học với thầy ở đại trung bao nhiêu năm cuối cùng lại đi cúng thật chẳng ra làm sao bởi thế thành phần hoàng tục là tuyệt đại đa số đây chính là sự giúp đỡ to lớn của bà Hàng vì thế hộ pháp không phải dễ hoàng pháp gian nan hộ pháp cũng không dễ phần tiếp theo tuy có người rất giỏi thuyết pháp siêu tình ly kiến pháp môn thầm thầm bất khả tư nghị khó dùng ngôn ngữ phan tự để khai thị như kinh này nói không thể hiểu bằng cách lý giải ngôn ngữ phân biệt nên nói người có thể thuyết pháp cũng khó khai thị để là thật không phải bịa đặt Phật Pháp đề cập đến những điều sâu sắc Rất khó cảm nhận Cho dù bản thân mình hiểu Nhưng rất khó diễn đạt được Ngày nay chúng ta được gọi là Được lọc trời ban Nên mới gặp những nhà khoa học Nghe được những kết luận của họ ghi nhận những sản phẩm của họ những thứ đó rất dễ nói những thứ đó rất dễ hiểu thực sự chưa hiểu có thể khế nhập rồi chăng chưa thể ngộ trong phật pháp có hai loại một là giải ngộ hai là chứng ngộ chúng ta chưa thể chứng ngộ gọi là giải ngộ điều đó có thể giảng giải rất rõ mọi vấn đề về lý luận của nó về sự tướng của nó có thể nói rất chi tiết rất rõ ràng nhưng bản thân không được lợi ích nhất định phải chứng ngộ tự mình mới thọ dùng thực ra chứng ngộ không khó chứng ngộ còn dễ hơn giải ngộ Tuy dễ nhưng chúng ta không thực hiện được. Muốn làm cũng không làm được. Làm bằng cách nào? Buông bỏ là xong. Vấn đề này được nói rất nhiều trong các kinh luận đại tiểu thừa. Buông bỏ. Phiền não kiến tư. Trong đây gọi là tình và kiến đều thuộc phiền não kiến tư. Buông bỏ những thứ đó sẽ thoát khỏi luân hồi lục đạo không còn luân hồi lục đạo nữa bởi vậy luân hồi lục đạo không có thật là giả buông bỏ phiền não kiến tư mới biết không có luân hồi lục đạo là giả lục đạo luân hồi từ đâu mà có do phiền não kiến tư biến hiện ra phiền não kiến tư là năng biến luân hồi lục đạo là sở biến khi đoạn được phiền não kiến tư thì lục đạo luân hồi không còn nữa khi không còn thì cảnh giới gì xuất hiện pháp giới tứ thánh xuất hiện chính là thanh văn duyên giác bồ tát phật những cảnh giới đó sẽ xuất hiện những cảnh giới này cũng không phải thật những cảnh giới này do những gì biến ra vẫn là phiền não ta gọi là phiền não trần sa phiền não vô minh biến hiện ra những cảnh giới đó khi chúng ta đoạn được phiền não trần xa phiền não vô minh là không còn khởi tâm không còn động niệm nữa cảnh giới này cũng không còn lại một giấc mơ nữa lục đạo là mộng trong mộng khi đã tỉnh giấc mộng ấy rồi không còn mười pháp giới nữa pháp giới nhất chân xuất hiện nghĩa là gì là mười pháp giới là giả pháp giới này mới là thật pháp giới nhất chân xuất hiện trong nhà phật định nghĩa chân giả thế nào là chân thế nào được gọi là giả định nghĩa rất đơn giản tất cả những gì thay đổi là giả còn bất biến là chân chúng ta xem cảnh giới mà chúng ta đang sống động vật người là động vật có sinh già bệnh chết thay đổi như thế thực vật thì có sinh trụ dị diệt có thay đổi khoáng vật tức quả đất ta đang sống có thành trụ hoại không tất cả đều thay đổi ta không tìm đâu ra một thứ không thay đổi những thứ này toàn là giả vậy chân là những gì chân là không thay đổi những thứ ta nhìn thấy những tiếng ta nghe thấy những thứ bạn sờ món được ngày nay như thế ngày mai cũng thế ngày sau cũng như vậy sau mấy nghìn năm mấy vạn năm vẫn như thế nó không thay đổi để là chân bởi vậy khi đến thế giới cực lạc đó là chân những cư dân bên đó không già không yếu không có thay đổi không nghe có người nào đó sinh bệnh cũng không có nóng lạnh khí hậu chỗ chúng ta đây có lạnh có nóng đó là thay đổi còn ở thế giới tây phương thì không có khí hậu rất dễ chịu giống như mùa xuân của chúng ta vậy ở chỗ họ bốn mùa đều là mùa xuân không nóng không lạnh cây cỏ hoa lá không bao giờ tàn úa trái trên cây không bao giờ ung thối Tuyệt vời không nói hết Quả đất, núi, rừng Đều được làm bằng trân bảo Sạch sẽ, tinh tương Không cần ngày nào cũng lao chùi Sạch sẽ, không một chút bụi Tỉnh hai giấc mơ, cảnh giới này sẽ hiện ra. Đây gọi là thế giới cực lạc. Thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kinh Hoa Nghiêm cũng giống như thế giới cực lạc. Đều thuộc Pháp giới nhất chân Pháp giới nhất chân từ đâu mà có do tập khí vô thị vô minh biến hiện ra đoạn được vô thị vô minh nhưng tập khí chưa đoạn bởi thế nó mới hiện tướng khi đã đoạn được tập khí thì tướng đó sẽ mất khi tướng đó không còn nữa quay về thường tịch quan quay về tự tánh thì mới được gọi là cứu cánh viên mãn khi quay về tự tánh ngã thực sự không còn nữa nhưng cũng không thể nói thực sự không còn nói cách khác ngã ở đây ta đã thực sự tìm thấy thế nào là ngã cả hư không khắp pháp giới là ngã bởi ta là cõi hư không khắp pháp giới. Nơi nào ở đâu cũng có. Ta không có hình tướng. Không có ba thứ hiện tượng, ngã không phải là hiện tượng vật chất, không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó cùng khắp pháp giới hư không. Nơi nào có cả ta sẽ hiện hình nơi đó. Không có đến đi. Bạn liền hiện thân, mà lại hiện thân rất kỳ diệu, giống như trong phẩm phổ môn nói. Muốn dùng thân nào để độ, liền hiện thân đó. Bản thân mình không có suy nghĩ, không khởi tâm, không động niệm, mà lại thế nào, giống trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy theo tâm chúng sinh mà hiện tướng chúng sinh nghĩ đến phật ta liền hiện thân phật rất tự nhiên chúng sinh nghĩ đến bồ tát liền hiện tướng bồ tát thứ gì cũng có thể hiện được họ nghĩ gì liền hiện thứ đó nghĩ cây cỏ hoa lá thì hiện tướng cây cỏ hoa lá nghĩ quả đất sông núi liền hiện quả đất sông núi nếu hết nghĩ không thấy tướng nữa gọi là cảm ứng họ có cảm ta có ứng. Hiện tất cả tướng nhưng hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước. Thật sự không có khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước. Như thế gọi là Như Lai Diệu Giác, cao hơn đẳng giác đẳng giác ở pháp giới nhất chân chưa viên mãn ở đây gọi là đại viên mãn được đại tự tại không bao giờ khởi tâm động niệm không còn tập khí khởi tâm động niệm bởi thế thật sự người thuyết pháp được cũng khó khai thị Nếu có người có thể thâm tính với pháp khó tin trong tất cả pháp thế gian Họ có thể tin, không những tin mà còn thâm tính, không nghi Nói chung là do thiền căn đã trồng từ nhiều đời Này tất cả được phát ra Thiền căn được trồng từ nhiều đời nhiều kiếp của ta Bây giờ gặp duyên Tất cả thiền căn đời trước đã khởi tác dụng Nói cách khác Trong cảnh giới vi diệu đại thừa Không có gì là gặp may cả Khi gần mất Gặp được người khuyên nhủ Niệm Phật vãng sinh mười niệm liền được vạn sinh họ có may mắn không không phải không có gì may mắn cả tại sao họ dễ thành công như thế vì nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ không biết thiền căn đã tích lũy bao nhiêu kiếp nhân duyên đó được khơi gợi lên tất cả sức mạnh thiền căn của họ đều bung ra bởi vậy không có gì là may mắn cả nói cách khác nghiệp chướng mà ta tạo đọa địa ngục a tỳ không có gì oan ức toàn là tự tác tự thọ người trong sáng không làm những điều sai trái hoàn toàn không có những ý niệm ác mỗi niệm đều tích lũy chủng tử thiện căn phước đức bây giờ đã thấy sự thù thắng của chủng tử thiện căn phước đức thù thắng thứ nhất không gì thù thắng hơn niệm Phật A Di Đà. Trong khi giảng kinh, tôi đã lấy thí dụ về vấn đề này. Thế giới cực lạc phương Tây là tổng công ty. Phật A Di Đà là tổng giám đốc. Sáng lập ra công ty này, ngài xây dựng thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng Xuất gia từ vô lượng kiếp trước Xuất gia làm tỷ kheo Đàm người xuất gia Pháp 48 nguyện Tu hành năm kiếp Mỗi đại kiếp Là một lần thành trụ hoại không của thế giới chúng ta Năm lần thế giới thành trụ hoại không. Thời gian dài như thế, mỗi nguyện trong 48 lời nguyện của ngài đều thực hiện, không một nguyện nào không thực hiện. Bởi vậy, thế giới cực lạc được xây dựng trên 48 nguyện và năm kiếp tu hành. ngài mở công ty là mong chúng ta góp thêm cổ đông chúng ta cũng có thể làm ông chủ một tiếng phật hiệu là một phần chúng ta góp bao nhiêu phần nghĩa là đã niệm bao nhiêu tiếng phật hiệu một tiếng phật hiệu là một phần mỗi ngày ta niệm là góp thêm cổ đông vào thế giới cực lạc đến lúc đó ta không còn là công nhân mà ta là ông chủ nên cần phải siêng năng còn thứ gì quan trọng hơn việc này nữa không mang được thứ gì trong cuộc đời này theo cũng không thể bỏ đi tất cả được sau này khi thành phật bất luận ở thế giới nào thì hiện phật nơi nào thì hiện bồ tát giáo hóa chúng sinh những thứ đó đều phải mang theo không có thứ gì ta không mang được theo chân bạn bởi thế đây là thật không phải là giả Niệm Phật nhiều sẽ như thế, không sai Mỗi ngày chúng ta đều đóng góp thêm cổ đông Đây là điều không nên xem nhẹ Thêm cổ đông vào bất kỳ công ty nào ở đây Rốt cuộc công ty cũng đóng cửa Nhưng ở thế giới cực lạc không bao giờ đóng cửa Bởi Phật A-di-đà không bao giờ gián đoạn tu học ngày nào cũng giảng kinh dạy học. Quý vị thấy công đức nhiều đến cỡ nào? Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật, nghĩa là góp cổ đông. Niệm Phật với suy nghĩ như thế, chúng ta tin là sẽ thành công khi niệm. Ta sẽ buông bỏ, bởi vì thế gian này ta không thể mang đi được bất cứ một vật gì, tất cả đều là giảng thành trụ hoại không không có gì là chân cả thế giới cực lạc là chân thật nhất đây là lòng thành muôn nghìn phản kiếp rất khó gặp được trong một ngày nên nói thâm tính kiên cố cũng rất khó gặp tính tâm kiên định giữ tâm nguyện thật kiên cố tôi nhất tâm nhất ý phải đến được thế giới cực lạc đến được thế giới cực lạc đấy mới là ngôi nhà thật sự của tôi muốn đi du lịch lúc nào cũng được khắp các nước trong cõi hư không pháp giới đều đón chào ta Bất luận là đến thế giới nào Phật đều tiếp đón ta Tại sao? Vì đệ tử Di Đà Được người tôn trọng Thân cận chư Phật Như Lai Hoàng Pháp lợi sinh đấy, mới là sự nghiệp Như Lai. Sự nghiệp nhà Phật, Phật sự là hóa độ chúng sinh. Chúng ta xem đoạn sau. Này, tôi tuyên thuyết như lý. Tôi ở đây là Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Hôm nay, Thế Tôn tuyên thuyết như lý những gì đã nói giống như chân tướng sự thật không câu nào là nói quá khuyên chúng ta nên tin cho đến làm người giữ gìn đây là đoạn kinh cuối Tôi đọc một lượt Nay tôi tuyên thuyết như lý Pháp môn vi diệu quảng đại như thế Được tất cả chư Phật khen ngợi Dặn dò quý vị làm người giữ gìn Đoạn này Đấy chính là dặn dò Dặn dò Bồ Tát Di Lặc và đại chúng đang dự hội những người đang nghe giảng kinh mong mọi người thực hộ trì chánh pháp như lý là khế lý vi diệu rộng lớn pháp môn này đầy đủ vạn đức trùng khắp mọi người nên nói rộng lớn Nó không giống tám vạn bốn nghìn pháp môn Tám vạn bốn nghìn pháp môn là đơn phương Mỗi đơn thuốc trị một chứng bệnh Nó không thể trị bách bệnh Pháp môn niệm Phật có thể trị tất cả các loại bệnh Nó không đơn phương trị một loại bệnh nào Bệnh nào trị cũng được nó là vạn linh đơn. Đối trị có hiệu quả. Chỉ cần uống thuốc đó, không bệnh nào không khỏi. Trị được hết. Bởi thế pháp môn này được coi là đầy đủ vạn đức. phổ bị khắp chúng sinh. chữ bị ở đây đọc là phi làm động từ. giống bồ thủ ở bên tức trùm lên cơ thể. quần cơ là tất cả chúng sanh, trên đến bồ tát đẳng giác dưới đến chúng sinh trong địa ngục a tỳ tất cả đều dùng được nếu chúng sinh trong địa ngục a tỳ gặp được cũng có thể mười niệm vạn sanh mười niệm vạn sanh đó là vạn sanh đẳng cấp nào Đại sư Thiện đạo đã nói rất hay. Tất cả đều gặp duyên không giống nhau. Nếu ta gặp duyên thù thắng. Nhân duyên đặc biệt. Từ địa ngục a tỳ có thể vãng sinh thượng thượng phẩm, đây quả là điều không thể nghĩ bàn. Nhân duyên rất quan trọng. phải biết trân trọng nhân duyên. Không biết trân trọng nhân duyên thì thật đáng tiếc. Ở phần trước, chúng ta đã dành 8 giờ để nói về thiện tri thức thiện tri thức là gì là người thầy chúng ta học pháp thế hay xuất thế gian được thành tựu đến đâu quan trọng là ở chỗ người thầy người thầy là nhân duyên gần nhất đối với chúng ta bởi thế ân đức người thầy rất nặng thân mạng chúng ta có được từ cha mẹ có được tuệ mạng là từ người thầy một người thiện tri thức chân chánh trước hết ta phải biết được họ nếu không quen biết được họ sẽ bỏ lỡ tại sao như trong quá khứ Ba người thầy của tôi Tôi quen biết Ba người đó đều bị hủy bán Nếu nghe những lời trách mắng đó Mà hoài nghi người thầy Nổi tâm nghi ngờ Ai chịu thiệt Ai bị lừa là bản thân ta Người nói họ không biết Họ không chịu trách nhiệm Bởi thế ở điểm này bản thân chúng ta cần phải có trí tuệ. Tôi học với người thầy này, luôn gần gũi họ, tôi hiểu họ, còn những người nói có người không quen biết chưa bao giờ gặp mặt, chỉ là họ nghe đâu đó. Những lời của họ có đáng tin không? Tại sao ta lại tin một cách vô tội vạ? thầy phương đông mỹ khi tôi đi học là học ở nhà thầy học sinh chỉ có một mình tôi có người nói chuyện thị phi về thầy là ai nói đồng hương người đồng thành an huy họ biết rất rõ về thầy nói từ bé thầy đã thế này thế nọ Toàn là kể tội Tôi chỉ cười gật đầu Không nói không rằng Không bị họ lây chuyển Vì sao? Vì khổng tử đã nói Cách nhau ba ngày Nhìn nhau đã khác Đây là chuyện ngày xưa Khi thành tựu họ không như thế Thuở bé mắc một số lỗi Lớn lên họ thành thánh hiền Làm sao ta có thể nói họ Người ta đã thay đổi Người không phải là thánh Ai không mắc lỗi Sai thì xử Không gì tuyệt vời hơn Quý vị không quen biết thầy Phương bây giờ Tất cả đều nghe được Đây là mấy mươi năm trước Lúc ông đang ở nhà Chúng ta không nên bị kích động Chương gia đại sư Một số người phê bình là hòa thượng làm chính trị khi nghe hòa thượng làm chính trị chúng ta tránh thật xa như thế là hay nhất một người thầy giỏi như thế đã bị bỏ qua những gì thầy dạy cho tôi nền tảng học phật của tôi đều do ông xây dựng tôi học với ông ba năm những người khác đều bàn tán lung tung chưa người nào một lần tiếp xúc thầy lý rất nhiều người chê bai ông chửi ông là tứ bản ở đài loan vì chúng ta tiếp nhận những lời giáo huấn của ông nhà phật phản đối ông tôi cũng bị vạ ngay Vì thế có thể nói rất nhiều tự viện tôi không thể đến được, không thể ở được. Vấn đề này có liên quan đến Đài Trung. Họ không phục. Điều này do đâu mà có, do ghen ghét, chướng ngại. Điều này từ cổ chí kim, từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni đã có. Không có gì lạ, bởi thế chúng ta phải có trí tuệ người xưa có câu những lời đồn đoán sẽ ngưng lại nơi người có trí một người thông minh nghe những lời đồn thổi họ hoàn toàn thấy rõ họ không vội tin những lời đồn thổi chỉ lay động những ai lay động những người mê hoặc điên đẳng không có trí tuệ sẽ chịu ảnh hưởng sẽ bị họ quấy nhiễu người có trí tuệ làm sao bị những lời đồn thổi quấy nhiễu không có chuyện đó bởi thế những vấn đề này phải thấy rõ nhận thức rõ ràng hộ trì chánh pháp phải chánh tính Hoàng dương phật pháp phải chánh tính không có tính nguyện kiên định thì hoằng pháp và hồ trì sẽ rất khó khăn Phần sau nói Vì niệm Phật Thiện căn phước đức liền giống chư Phật Kỳ lạ khó nghĩ Nên gọi phi diệu Ý nghĩa mấy câu này Cực kỳ sâu sắc Tôi lấy một thí dụ Phải suy nghĩ thật kỹ Không nói quá Tôi khuyên mọi người niệm Phật nghĩa là thêm cổ đông vào thế giới cực lạc tôi dùng thí dụ đó thật thế một tiếng niệm phật là một phần chẳng qua là trong phần đó có thật có giả nếu là giả tất nhiên người ta không chấp nhận những gì là giả tức ta không có chân tâm chân tâm niệm là chân vọng tâm niệm là giả nhất định bạn phải hiểu rõ nếu góp cổ đông giả thì sẽ đến chỗ nào? Khi gần mất ta đi không được, người ta không cần mình. Đấy không phải lỗi Phật A Di Đà. Cũng không phải kinh sách Phật Thích Ca Mâu Ni có lỗi, lỗi là do ta. Chúng ta phải dùng chân tâm, tất cả những thứ ở thế giới cực lạc trở thành chân, không thứ gì là giả. Thế giới chúng ta đây, tất cả đều là giả, giả hết vẫn dùng tâm giả để mang cổ phiếu đến thế giới cực lạc kết quả toàn biến thành giả phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề đó tâm chân thành tâm cung kính khi tâm chân thành chúng ta chảy ra trong thế giới này đối đãi với tất cả mọi người sự vật phải dùng chân tâm đừng sợ lỗ đừng sợ thua thiệt nói thật không lỗ đâu cũng không bị mắc lừa đâu tại sao vì vạn pháp giai không? Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta dùng chân tâm thành thói quen sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Đừng dùng giả. Một cái chân thì tất cả đều chân. Chân tâm với Phật. Chân tâm với chúng sanh chân tâm với cây cỏ hoa lá, chân tâm với quả đất núi sông. Như thế mới đúng. Bởi thế, niệm Phật, thiền căn phước đức liền giống chư Phật. Không khác gì Phật. Chư Phật ở đây là nói Phật A Di Đà. Phật A Di Đà được gọi chư Phật Quý vị có hiểu không? Bởi vì một câu danh hiệu Phật A Di Đà là tất cả chư Phật đều có. Mỗi vị Phật đều có thể xưng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa là gì? A, dịch sang tiếng Trung là vô, Di Đà được dịch là lượng. Phật dịch là giác nói theo tiếng Trung Quốc, vô lượng giác. Vì Phật nào mà không vô lượng giác? Mỗi vị Phật đều là vô lượng giác. Bởi thế danh hiệu này là tên chung của tất cả chư Phật. Ai cũng có thể dùng. Chúng ta xưng Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Phải phân biệt được nên thêm tên Pháp tạng A Di Đà Phật. Vì tiền thân của ngài là pháp tạng Tỳ kheo pháp tạng tu thành Phật A Di Đà mới đúng. Chư Phật được nhắc đến trong kinh A Di Đà. Quý vị xem chú giải của Ngẫu Ích Đại sư. Chư Phật là chỉ Phật A Di Đà không phải chỉ ai khác. Trong Pháp môn Tịnh Tông, chư Phật được nhắc đến trong Kinh, hình như đều có thể xưng các vị đó là A-di-đà Phật, thần diệu khó nghĩ. Khi niệm Phật, ta niệm một tiếng Phật. Bởi thế mới nói mỗi niệm tương ứng một niệm Phật một niệm của ta sẽ hòa làm một với phật a di đà niệm niệm a di đà phật thì niệm niệm của ta sẽ hòa làm một với phật a di đà tự tha là một không hai chúng sanh với phật là một không hai nghĩa là chúng sinh với phật bất khả tư nghĩ nên nói vi diệu được tất cả chư phật khen ngợi ở đây có hai nghĩa thứ nhất như phẩm thứ hai mươi ba trong kinh này thập phương vô lượng chư phật ở đây có thêm thập phương vô lượng Chư Phật này không phải Phật A Di Đà. Không có thập phương vô lượng, chỉ gọi chư Phật là xưng A Di Đà Phật. Ở đây có nghĩa thập phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Mỗi mỗi đều khen ngợi công đức bất khả tư nghị của vô lượng chư Phật. Đây là nghĩa thứ nhất. Công đức Phật A Di Đà sừng sững. Phương pháp độ chúng sanh uyển chuyển thù thắng. Công đức vô lượng khiến cho tất cả chư Phật đều khen ngợi ngài. Khen ngài là tôn quý nhất trong mọi thứ ánh sáng, vua trong các vị Phật. Danh hiệu đó chỉ A Di Đà Phật mới có. Những vị Phật khác không có xưng hiệu như thế, tôn quý nhất trong ánh sáng vua của các vị Phật. Thứ hai, như kinh A Di Đà nói, những chư Phật kia đều xưng tán công đức bất khả tư nghị công đức của ta Nên nói thế này Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm việc rất khó Hy hữu Có thể ở thế giới ta bà đời ác ngũ trượt Vì các chúng sinh nói đây là pháp khó tin Khó tin nhất trong tất cả thế gian Lời khen ngợi tất cả chư Phật ở đây là nghĩa thứ hai Tất cả chư Phật, xưng tán Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không có Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao chúng ta biết được thế giới Cực Lạc? Ngài đã giới thiệu cho chúng ta, nói rất rõ thế giới Cực Lạc, nói rất chi tiết. Khiến chúng ta sinh tâm vui vẻ, lập tức muốn đi. Tôi cũng muốn đến thế giới Cực Lạc. Vì thế, chư Phật cũng khen ngợi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có thể làm được việc cực khó, hì hưởng. Ở thế giới ta bà, trong đời ác ngũ trượt. Pháp này được coi là Pháp cực kỳ khó, rất khó tin. Khó với thế giới ta bà, đời ác ngũ trượt lại càng khó hơn. Tất cả chúng sinh đó Ta nói Pháp này làm sao họ tin Tin được Pháp khó tin Đấy là điều không thể nghĩ bàn Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh, Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.